Ngày 2 tháng 1, xóm Chú Một, xã Bộc Nhiêu đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa xóm. Xóm Chú Một, xã Bộc Nhiêu có 115 hộ với 424 nhân khẩu. Nhà văn hóa của xóm trước đây chưa được xây dựng đảm bảo theo quy định. Được sự quan tâm của các cấp các ngành trên địa bàn, sự nỗ lực đóng góp của bà con nhân dân trong xóm, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhà hảo tâm và con em của địa phương đang làm việc và công tác tại các địa phương, xóm Chú Một, xã Bộc Nhiêu đã xây dựng công trình nhà văn hóa khang trang. Công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn nông thôn mới với diện tích sử dụng 200m2, tổng trị giá trên 867 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại là do nhân dân trong xóm đối ứng. Nhà văn hóa xóm chú một xã Bộc Nhiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân trên địa bàn xóm. Đồng thời, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bộc Nhiêu.